Rồi, đang làm gì á? Đang coi mấy cái quy định về xử phạt nếu mà ai mà vi phạm trong cái mùa dịch này nè. Nó có nhiều cái lắm, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người để nói chung là mọi người nếu mà có ra đường, có công việc nào cần thiết á thì mọi người hãy đi, còn không thì nên ở nhà. Chứ nếu không mà ra ngoài đó mà bị phạt tiền là nhiều lắm, là hơi bị mệt á. Rồi, thì nói chung là clip hôm nay mình chia sẻ về vấn đề đó và mời mọi người thưởng thức một cái món ăn cũng khá là đơn giản ha. Rồi, bây giờ hãy theo chân mình xuống dưới bếp kiếm coi có gì ăn không, rồi lên trên này quay ha, cho nó mát mẻ. Rồi, đi thôi. Quá, bò lá lốt. Cái này là mình không có nướng nha. Cái này tại vì không có lò nướng, nướng mất thời gian lắm, lên trên này nướng nữa. Thì cái này là cái món bò lá lốt mẹ mình đã làm chuẩn bị từ sáng rồi. Nói chung là thịt này là thịt bò với thịt heo á, mà nói chung là băm nhuyễn ra rồi nêm gia vị vô á. Trong này là làm rất là kỳ công. Đó, mình quay ngắn gọn thôi. Thì chủ yếu là mùa dịch này là chia sẻ về cái vấn đề hôm nay, đó là cái vấn đề để mình coi lại coi cái vấn đề là vấn đề xử phạt á. Thôi, xin mời mọi người vô vấn đề chính luôn nha. Đây là mình có ăn với bò lá lốt, mình ăn với lại mắm nêm nha mọi người. Với lại cái bánh tráng hôm nọ mình nói với mọi người á. Đó, cái này ngâm nước à, nhìn thấy không? Cái này ngồi nó hơi với nhưng mà để mình ráng. Thôi, cái này xin phép dùng tay bóc luôn đi. Sáng nay phải đợi thanh niên Lộc đi siêu thị mua đồ vậy nữa. Nói chung mà siêu thị á, họ bán bình ổn giá nha mọi người nha. Có hàng tươi, có hàng đông lạnh có. Nhưng mà giá nó có cao lắm không? Không, không cao mấy đâu. Chắc là phải biết chỗ mua. Đúng rồi, phải biết chỗ mua. Có mấy cái siêu thị nó bán mắc lắm nha mọi người nha. Mắc mà coi như là mình cảm thấy là bất hợp lý luôn. À, là siêu thị gì cụ thể? Giống như cái đầu hẻm này mình có cái Vichan. Mình ra nói mình hỏi trứng thì họ báo giá là gà 35, vịt 45. Bất hợp lý quá. Cái xong rồi vừa nãy mình đi ra cửa hàng Sacha Food ở đường Tân Hương á, vô đó thì trứng gà bán có 26.000 à. Rẻ hơn nhiều. Nói giới thiệu sơ về cái món hôm nay thì ăn khá là đậm đà và nó có cái vị dai dai nhẹ của cái thịt. Nói chung là cái mắm nêm này nó có khóm á. Nó vừa chua chua ngọt ngọt. Cay lắm. Một tiên. Cái này là chim áp chảo. Cái bánh tráng này nó dai lắm. Nó dai nhưng mà mình nhúng xong rồi mình để chồng rồi mình lột ra vẫn được, nó bị rách nha. Lột cẩn thận nhưng mà nó vẫn còn giữ cái độ dai của nó. Là không? Nó dính nhưng mà nó không bị gì rách luôn ha. Đúng rồi, mình khéo xíu là được, thấy không? Rồi, rách luôn. Nói chung là mình ăn và mình chia sẻ thì có bốn cái lỗi mà người ta hay mắc phải. Thì thường nhất á vẫn là những cái lỗi như là Lộc chia sẻ, Lộc có thể cho mọi người xem. Đó là ra đường trong trường hợp không cần thiết. Đó, giao tiếp với người phạm vi dưới 2m, tụ tập 3 người trở lên. Không đeo hoặc quên đeo khẩu trang. Đó. Đó thì Lộc có thể cho biết là thêm một số là số tiền bị phạt nữa. Thì mình thấy là những cái mức phạt thông thường là từ 1 đến 3 triệu. 1 đến 3 triệu đúng không? Có cái mức phạt nào mà 10 20 triệu có nghĩa là hình như là tụ tập á, họ tụ tập. Họ ba người họ buôn bán này kia. Đó, hoặc là vượt quá quy định cho phép của những cái cửa hàng bán đó. Đó, nếu mà bán vượt quá số người là họ vô họ
là bên bản họ phạt cái cửa hàng bán hàng đó nha, là 10 triệu á. Ở cái vụ đi tập thể dục hôm qua là ngày mùng 10 là có một thanh niên đi ra ngoài tập thể dục không đeo khẩu trang. Mà công nhận coi cái clip đó xong mắc cười quá, ảnh bị phạt 4 triệu mà mấy anh công an đợi tập xong luôn, nguyên đám kéo tới hốt. Nhai mỏi miệng không nói kịp luôn. Theo mình á, tập thể dục thì tập trước cửa nhà không được. Đúng rồi. Bên đầu có xanh tập được. Đúng rồi, đâu cần hết phải hãy đi giày đi dép rồi chạy ngoài đường đâu. Trời nếu ơi. Nếu như đi á, trong xóm thôi. Ừ. Xóm đi vòng 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 10 vòng á. Đúng rồi, đi vòng thôi. Cứ đi ra ngoài công viên chi. Ờ. Thấy rất là phức tạp. Tại vì bây giờ hôm nay là ngày quay clip này là ngày 11 tháng 7. Là ngày thứ 3 rồi đó. Mà cái số ca nó càng ngày nó càng tăng. Ừ. Và theo như mình biết là cái ngày đầu tiên mà họ thống kê là ở bên Bình Tân và Phú Nhuận là có họ phạt khoảng nhiều trường hợp và ra ngoài đường không có lý do chính đáng thì họ phạt khoảng gần 100 triệu. Cái đó là ít đó nha. Đó, uống một cái cuốn vậy. Bữa giờ mình cũng xem thông tin, mình thấy họ cứu trợ người thành phố, mình thấy mấy người ta live stream á, người ta quay gửi đâu mấy trăm thùng mì rồi mười mấy ngàn trái trứng mà lên đây chả thấy chỗ nào á. Thì có mấy chỗ họ đăng lên luôn mà tới ra không có, kỳ không hiểu thiệt. Cứu trợ khó hiểu. Cái video trước mình có chia sẻ là những cái chỗ mà phân phát rau miễn phí. Có những cái chỗ như mà bán siêu thị bán không đồng nữa. Mọi người có thể xem cái danh sách mình đăng. Siêu thị Aeon thì người ta bán mở từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đúng rồi. Mở cái quầy bán đồ ăn. Nói chung đó là không nên tụ tập đông. Tại vì đồ ăn ngày nào cũng có sẵn. Hết thì mình ra đó mình mua. Đúng rồi. Ha. Đồ ăn lúc nào họ cũng lên đầy mà. Những cái chỗ mà phát rau miễn phí hay là phát cơm miễn phí á, mỗi ngày nó đều có mà. Có. Nhưng mà đừng mọi người có lấy thì cũng chừa cho người khác lấy với nha. Đừng vì lợi ích từ thiện mà chụp lợi cá nhân là. Bây giờ là rất là nhiều vụ luôn đó. Lấy về rồi đem bán thế, mình thấy cái đó là không nên. Ăn được mấy phút rồi Lộc? 6 phút rồi. 6 phút rồi, để ăn thêm một cái hai cái nữa là xong. Nói chung là video của mình chia sẻ thì có nhiêu đó thôi. Còn bữa nào chia sẻ tiếp. Thì theo như định điểm mình thấy là số ca mắc càng ngày càng tăng, không hiểu tại sao. Bây giờ mọi người có nghe cái vụ mà Thuận Kiều Plaza không? Được làm bệnh viện giả chiến. Rồi. Nhiều người có tung tin đồn, mình thì mình không có tin. Đang cái mùa dịch hoang mang mà lại tung tin đồn nữa, càng mệt càng lo sợ thì nó sẽ càng phát bệnh. Bữa giờ mình ở nhà xong rồi mình có thấy thằng Nghĩa anh thấy vụ đó không? Thằng Nghĩa nó chích thuốc xong rồi bây giờ nó đi tham gia thiện nguyện phòng chống dịch. Đất tờ Nghĩa. Đất tờ Nghĩa. Hình như là Nghĩa đi làm về bên cái mảng nhập liệu hay sao á. Ở đâu hình như là trại giam ở Củ Chi á. Hình như là trại giam. Bệnh viện Giá Chiến. Thấy đi một cái team luôn. Nghĩa làm công ty hay sao á. Nghĩa làm công ty. Nói chung là Nghĩa làm ở bệnh viện. Nhưng mà được chích thuốc xong rồi đi luôn. Hình như là xuống đâu dưới trại giam dưới Củ Chi á. Thấy rộng lắm, Nghĩa chụp hình cái chỗ đó rộng lắm. Nghĩa dạo này Nghĩa chịu khó đi tình nguyện lắm. Để có gì mình nốt lại mấy tấm hình của Nghĩa rồi mình thả lên video cho mọi người xem. Vừa tình nguyện xong một cái lúc rảnh như Nghĩa có ra ngoài chơi đá banh. Rồi nốt cái cuối nha mọi người.
Nói chung là tuyệt vời luôn đó. Thiên nhiên của lòng. Hấp dẫn quá nhỉ. Ô, có mè rắc lên nè. Có mè lên thì cái màu nó đỡ hơn. Rồi. Tuyệt vời luôn. Đó không? A few moments later. Nè, đây là con số thống kê tới ngày 10 tháng 7 nè. Hôm nay là 11. Đó, mọi người coi còn 1.853 ca mới không? Nó tăng thêm mà nó tăng đều đều luôn, nó không có dấu hiệu giảm nữa. Bây giờ có cái biện pháp duy nhất là phải tiêm vaccine thôi. Rồi. Mình nghe nói đâu là có cái vụ mà tới nhà từng người để xét nghiệm, ai mà bị F0 là bế đi, ai mà bị F1 là phải cách ly tại nhà. Mình thấy vấn đề đó cũng chả ăn thua. Vấn đề là khi nào có vaccine. Đó, thì mình có chia sẻ một số những cái quy định và xử phạt. Đó, thì mọi người cẩn thận trong mùa dịch này nha. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip này của tụi mình. Thì về món cái món bò lá lốt nướng này thì chiên bò lá lốt áp chảo thì nói chung là ăn rất là đậm đà và tuyệt vời. Đó, có một cái món nhâm nhi và để bàn luận về một cái vấn đề nhỏ nhỏ cho mọi người đỡ nhàm chán. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa nha. Nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.